Karaoke em ghép với một con đẩy bãi của mấy anh và một đôi loa của mấy anh đó, loa khuôn bắt 30, một con súp hơi, xong một con súp điện bắt 40 của Bongo và một con vang, con vang là vang cơ của TD SK 2012 các bạn nhé, vang mới ra mắt của TD. Con vang này thì phải nói là phần effect của nó là quá hay luôn, tiếng echo nó là cực ngoặt, tiếng dì vật, con này có cả dì vật các bác nhá, dì vật thì nó rất là bay luôn, rất êm. Đây nó có đầy đủ cổng quang và bluetooth cho các bác nhá. Đó, con này mới ra mắt thôi. Còn đây là con mic của Misa đấy các bác này, Misa mà 350 các bác chắc là cũng biết Misa rất nổi tiếng rồi, tiếng mic rất hay, dày tiếng. Đấy, em đang đánh với đôi loa bass 30 của Marian. Đẩy hai kênh của MEA này thì 800 watt một kênh các bác nhá, đẩy bãi 5 triệu, cặp loa thì 10 triệu, 15, còn vang 2,5, 17,5, còn súp thì là 5 triệu, là hơn 20 triệu, còn mic 3 triệu các bác nhá. Đấy, cấu hình chỉ đơn giản thôi nhưng mà các bác có thể thấy chất âm của nó có tuyệt vời không ạ? Hay luôn, chất âm cực hay luôn, đồng bộ đẩy máy và loa máy luôn các bác nhá. Đó, các bác có thể thấy lời ca nó lên hay không ạ, cực kỳ giòn sạch luôn. Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng đôi loa 30 này là hàng bãi tuyển chọn đấy các bạn nhé, cực kỳ là đẹp luôn, xuất sắc, đẹp như mới. Đây các bạn có thấy nội thất của nó đây, bát chép của VMC. Tiếng trầm thì quá hay luôn. Đấy các bác có thể nghe qua tiếng trầm của nó. Đó, cực kỳ là sâu luôn. Sau đây em xin test qua chiếc mic để cho các bác cùng thưởng thức chiếc mic của bộ dàn này nhé. Mời các bác cùng thưởng thức chất âm mic của bộ dàn này nhé. Alo 1, 2. Đó, các bác có thể thấy chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Tiếng rất là dài, các bạn nhé. Đến ven bờ hiền nước, chiều nay ra đứng trông về, mắt buồn tình quê. Đôi mắt buồn tình quê hương, xa xa đoàn thuyền ngang, buông cánh theo gió xuôi dòng,
ống trong xương mi mờ, không gian trầm lắng nghe tôi đồ. Xin giữ câu nguyện trong cơn bão tố, từng bên lòng sông. À, từ giờ thì em có trách quan trách nhiệm của cô già này. Em có thể thấy mình ghét lên để tuyệt vời luôn. Cô già này chúng cũng rất là hay, rất là dư vật tuyệt vời quá nhá. Em đến rất là cần loa luôn, và khả năng chú của nó cực kỳ tốt luôn. Tâm mình cực kỳ hay đều giải. Bác nào mà cũng thích cô này thì liên hệ với em nhé. Qua Zalo 0333 5271. Em sẽ tư vấn thêm.